Chi hội âm nhạc khóa 1 được hình thành từ năm 1987 do nhạc sĩ Đỗ Minh, hội viên Hội Nhạc sĩ Trung ương phụ trách. Vương trời đông, anh hồng tươi sáng bừng lên. Đàn bồ câu trắng bay về trong nắng mới. Hoạt đầu chỉ có 7 thành viên gồm các nhạc sĩ Đỗ Minh, Vương Khánh Trường, Lê Tú Anh, Quảng Thắng, Tuấn Long, Quang Vĩnh, Trịnh Trúc Lâm. Hiện nay chi hội có 10 hội viên, trong đó có 3 hội viên thuộc Hội Nhạc sĩ Trung ương là nhạc sĩ Tú Anh, nhạc sĩ Phạm Đình Chiến và nhạc sĩ Vũ Văn Lực. Về đây hôm nay ta nhớ ngày xưa, Thái Nguyên ơi biết mấy tự hào, truyền thống đấu tranh vọng đến hôm nay. Thái Nguyên ơi ngày nay xây đời mới, sáng anh điện nhà máy thép càng, những cánh đồng thơm hương lúa mới, mai trường sinh đẹp dịu dịu trẻ thơ. Cái hoạt động của cái chi hội ấy, thì nó sẽ để cho các nhạc sĩ khắc phục những khó khăn ấy và có nhiều sáng tác tác phẩm tốt hơn. Tôi nghĩ là muốn nói thì nói, anh có tâm, anh yêu mến nghề nghiệp, anh mến quê hương đất nước, nhưng mà anh cũng phải có năng lực trình độ. Nhưng mà tôi nghĩ là chi hội cũng sẽ giúp cho các nhạc sĩ nâng cao cái trình độ của mình. Thế và cũng thông qua những hoạt động thì các cái nhạc sĩ trao đổi với nhau, thế và như vậy là cũng nâng cao được cái kinh nghiệm trong hoạt động nghệ thuật nói chung và đặc biệt là trong sáng tác. Và tôi rất tin tưởng vào cái hoạt động của chi hội này, và đây cũng là cái nơi mà cái tổ ấm, cái nơi mà giúp cho các nhạc sĩ chúng ta phát huy cái tài năng của mình. Bây giờ chúng ta phải xã hội hóa, không có nghĩa là ngồi đợi, chúng ta thay đổi. Tôi nghĩ rằng là cái âm nhạc nó cũng là phản ánh một cái hiện thực, là một bức tranh phản ánh xã hội. Và đất nước ta hiện nay cũng đã đi vào đổi mới, cũng xóa bỏ bao cấp rất lâu rồi. Tôi nghĩ rằng các nhạc sĩ cũng không nằm ngoài cái phạm trù này. Tức là cũng phải tự mình vận động, thâm nhập thực tế. Là chúng ta đang sống trong cái kỷ nguyên mà thông tin bùng nổ, thì chắc chắn phải cập nhật, phải học tập để không ngừng là thế nào áp dụng những cái phương tiện làm việc hiện đại, các cái công nghệ hiện đại để phục vụ cho công tác sáng tác. Và chỉ có thế thì hiệu quả của tác phẩm mới cao, sức lao động bỏ ra tối thiểu để có thể đạt được hiệu quả tối đa. Như còn đâu đây bóng hình của bác, một ngày tháng năm bác về phủ đệ, đều sẽ đón người. Biết mấy nghĩa tình quê tôi đón bác, rừng tre bộ đội rừng quân thù, rừng thành chiến khu thủ đô kháng chiến, dòng quân ta còn reo, ngàn nhỏ tin kêu còn đó, gió đèo xe hai tên người mà nhớ ơn người Hồ Chí Minh, hát mãi tên người Hồ Chí Minh. Tiếp nối các thế hệ đi trước, nhạc sĩ Vũ Văn Lực cũng đóng góp nhiều tác phẩm âm nhạc cho chi hội với nhiều bằng chứng nhận và giải thưởng âm nhạc quốc gia và khu vực phía Bắc. Trong